Em nha, nay mình có một cái mặt đồng hồ rim Thái nha anh em nha. Mặt đồng hồ rim Thái hàng đeo xe. Mặt kính nó được hai mặt kính zin hàng mới rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là bóng anh em nha. Này chúng ta đem về sử dụng nó hết ý luôn. À, em nha. Thì đây là một cái bộ đồng hồ theo xe. Rất là ok anh em ơi. Thì nó đầy đủ hai bên này, chưa bể này. Dây thì còn rất là đẹp nha, dây dắt khỏi nói rồi, dây dắt rim Thái rồi, như vậy là em biết rồi đó, xe hai mấy năm rồi ha. Này dắt còn vàng luôn nha anh em, dắt còn vàng luôn này. Đây anh em thấy không, dắt còn rất là vàng, rất là đẹp nha. Đây anh em thấy không, dắt vàng đẹp, vàng ươm nữa nha. Rồi tiếp theo đến với mặt đồng hồ thì mình bao anh em sử dụng ngon lành nha. Kim quay đẹp, kim quay ngon, mặt đồng hồ đẹp trong suốt. Rồi kim xăng, kim contact lên, báo xi nhan, báo đèn pha, báo đèn số 4, báo số 0 lên ngon lành nha anh em nhé. Rồi thì cái đồng hồ này bán cho anh em giá là 1 triệu nha anh em nhé. Anh em là có nhu cầu có thể liên hệ mình nha. Số điện thoại của Đạt 0915 434 973 nha anh em. Cái đồng hồ này thì anh em có thể dùng để thay các cái xe Honda Dream Trung Quốc ngày xưa. Rồi các cái dòng như là dòng Honda Super đời đầu, Dream Thái, các cái đời luôn ha, đều thay được hết. Những anh em mà đồng hồ đã hư, đã cũ hoặc là đã ngừng hoạt động rồi ha, không còn sử dụng được nữa, hoặc là bẫy đồng hồ, thì chúng ta có thể liên hệ mình để mua cái bộ đồng hồ này nha anh em. Này mình bao anh em sử dụng ngon lành nha. Dây điện chưa đứt một sợi nào hết á. Này đó, dây điện là còn nguyên vẹn này nha anh em nha. Này, dây này, nhắc này. Đó, anh em không phải lo về vấn đề sử dụng nha. Này bốn ốc zin này, vàng khè này nha. Đó anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu thể liên hệ mình. Và nếu mà anh em mua cái rồi cái mặt kính á, thì đây mặt kính đồng hồ Rim Thái thì giá nó là 250.000 một mặt nha anh em. Tính ra là cái đồng hồ này nó chỉ có tầm 750 thôi, quá rẻ luôn. Tại vì cái mặt kính này mình thay cho anh em, mặt kính này nó đã hết 250 rồi nha anh em nha. À, thì anh em nào có nhu cầu thể liên hệ mình. À, mặt kính Rim Thái, số điện thoại 0915 434 973 nha anh em. Giá 250, giá là 1 triệu nha anh em nha. Còn mặt kính này giá 250.000 nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.